Pha chơi bóng chính xác, Trọng Hoàng, Trọng Hoàng dứt điểm, có vào, có vào, vào! Đó lại là công phượng, một người đặc biệt có duyên ghi bàn vào lưới của các đội tuyển Iraq. Và vẫn là một miếng vừa rồi của công phượng đã giải tỏa được sức ép và sự hối tiếc của Duy Mạnh. Duy Mạnh đã tự cảm thấy rất lỗi trong bàn thua của đội tuyển Việt Nam. Niềm tin chiến thắng sẽ
điện thoại.